chào cả nhà. Cả nhà ơi, mọi người đã biết là năm nay Mio bao nhiêu tuổi không? 5 tuổi. Vậy là Mio sắp vào lớp mấy nhỉ? Lớp 1. Đúng không Mio? Chị hồi đó cũng lớp 1 như em. Ủa cả nhà đang làm gì mà vui dữ vậy? Hả? Cả nhà đang tập cho Mio chuẩn bị vào lớp 1 á ba. Thì chẳng lẽ là bây giờ là Mio phải biết làm tán nè, Mio phải biết làm học tiếng Việt và Mio phải biết cả tiếng Anh nữa đúng không? Nhưng bữa giờ nghỉ dịch ở nhà thì Mio chưa có được đi học đến trường để mà đi học hoặc là gặp các thầy cô để học trực tiếp, nên là cả nhà đã kiếm được một cái cách học cho Mio và Mio rất là thích thú. Mio học tiếng Anh bằng cái gì? Babilala. Babilala là app tiếng Anh online dành cho trẻ 3 đến 8 tuổi, chú trọng tạo cảm hứng lâu dài và hiệu quả tối đa cho các bé. Khi chúng ta học thì chúng ta có thể mở khóa mỗi chương và xem, khi xem video clip xong chúng ta sẽ được chơi rất là nhiều game tiếng Anh để ôn lại kiến thức chúng ta mới vừa xem trong video. Ở trong Babilala thì có tới hơn 100 bài hát độc quyền và hơn 500 game. Mình có thể làm những cái bài tập qua những cái game đó nên là các bé rất là thích nè. Mà từ hôm mà Mio học Babilala thấy Mio luôn luôn là tự giác sinh học đúng không? Dạ đúng rồi, tự giác học. Cái ngày nào cũng học về cái này. Cậu có thích không? Dạ thích. Mà hình như trong Babilala này là có một cái chỗ để học phát âm cho đúng đúng không? Dạ đúng là rồi. Công nghệ AI á, là dạ, sẽ nhận dạng được cái giọng nói phát âm của mình đúng không? Quan thật. Con thích nhất là phần nào trong Babilala vậy? Dạ phần sticker, tại vì trong phần sticker rất là hay. Hay như thế nào? Con cho mẹ xem. Nếu mà bấm vô mình phải đọc spaceship. Spaceship. Astronaut. 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 Nói gì vậy? Đó. Đây cũng là một cái chức năng rất đặc biệt của Babilala. Đây là chức năng Babilala Call, mô phỏng cuộc nói chuyện giữa con và thầy cô. Y như thật vậy. Oh, banana. 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 Khi mà các con nói chuyện như vậy á là các con còn trở nên mạnh dạng hơn khi giao tiếp với lại người nước ngoài. Vì nhà có rất là nhiều bé nhỏ nên là sau khi quan sát các con thì Hà nhận ra rằng khi mà học mà các con tự giác và các con vui thì lúc nào cũng tiếp thu tốt hơn và tiến bộ rất là nhanh. Vì thế là Hà và anh Hải cũng rất là vui khi mà tìm ra được một cái app dành cho bé Mio sắp vào lớp 1 có thể tự học tiếng Anh. Đây là một cái app dành cho bé từ 3 đến 8 tuổi nên là những cái bé nào mà chưa học tiếng Anh bao giờ hoặc là ở những cái độ tuổi nhỏ thì Hà thấy là dùng app này rất là phù hợp luôn, vì các con sẽ cảm thấy rất là thích thú với môn học của mình. Và một điều quan trọng là Hà có đọc được á là Babilala cam kết là sẽ hoàn tiền nếu như mà các con không tiến bộ trong 100 ngày. Hà nghĩ thì chắc các ba mẹ khi mà lo cho các con mình thì cũng không có ai là muốn hoàn tiền đâu, nhưng mà đó chính là một cái thể hiện cái sự uy tín và cũng như cái trách nhiệm của Babilala đối với các học trò của mình. Và hiện tại thì Babilala cũng có rất là nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hà sẽ để link để mọi người cùng tham khảo tại caption nha. Babilala còn có chương trình tặng 1000 áo phông Babilala cực kỳ dễ thương cho các con nếu mẹ đăng ký sớm nhất nha. Và chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và chúc các con sẽ có những cái buổi học anh văn hiệu quả. Hello, hello, I'm A. Rồi, mình xin chào cả nhà nha. Rồi.